Hai hai, chào anh em vào xỉa lớp, mình từ lúc S98. Rất vui quay trở lại bạn trong server trong video ngày hôm nay. Vậy là server 80, server số 80 sau dòng giá hơn 3 năm trời của bản Quyền Vương 98 quốc tế, bản Global thì cũng đã ra mắt tới server 80. Chờ đợi tương đối lâu rồi các bạn ạ. Thì trung bình thì một tháng nó 30 40 ngày nó ra một server. 83 là alo. 80 mà chia cho bao nhiêu nhỉ? Gọi là 80 tháng luôn các bạn. 80 tháng 80 tháng bao nhiêu năm nhỉ? 24. Ờ đấy đúng không? Nó cũng hơn 3 năm. Đấy, lịch tốc độ ra server từ trước tới nay vẫn rất ổn các bạn ạ. Đấy. Thì đây là cơ hội cho các anh em nào mà có thể lần đầu tiên vào server quốc tế chơi nhá. Đấy, tầm này mình nghĩ đang là tầm cực kỳ thích hợp. Đó, khi mà chuẩn bị có võ sinh nhật trên meta mới thì các bạn cần phải có một cái thời gian đầu để các bạn tích lũy cái quốc gọi là lấy lực đúng không? Chứ các bạn mà tham gia theo mình nghĩ khoảng 2 tháng nữa mới tham gia là sẽ phải chơi vòng 2. Còn bây giờ chưa được ngay cả vòng 1 rồi. Đấy, rất là ngon các bạn ạ. Ngoài ra thì bây giờ bản quốc tế thì người ta cũng tinh chỉnh những cái cấp độ đầu nó vượt qua rất là dễ dàng. Nói chung rất là nhanh chóng để cho những người chơi chẳng may đúng không? Kiếp trước nó hỏng rồi thì kiếp này làm lại cuộc đời là cũng dễ. Ở đây mình vào ạc mà hộ bạn Chopin Lock cũng gọi là chưa đổi tên vào nạp và VIP 1 các bạn nhá. Anh em nào nạp thì cứ inbox mình để chúng ta cùng xem qua một tí là level 3 này đó có gì. Đấy, tuyệt đối không dùng kim cương mấy cái trò lăng nhăng này các bạn nhá. Kim cương phải để bằng que mèo. Rồi, vẫn là những cái gì đấy nó tương đối là không có gì mới mẻ cả đúng không? Mày chít hỏa. 45 kim cương mỗi lần nhân 15 lần lên. Rồi, chúng ta đang ở trong tháng 7 và lần này sẽ là trang béo. Carnival là even 7 ngày đầu xem có sự biệt không. Phần thưởng hiện nay là vẫn là Iori các bạn ạ, không quá đặc biệt đúng không các bạn? Còn phần thưởng đua lực chiến thì là ai đây? Rồi vẫn là Yorizi các bạn ạ, hạt nhân của team Tứ Hồn. Còn quà đăng nhập thì mình cùng check qua một chút xem có gì khác biệt không. Mình nghĩ là không gì khác biệt đâu, vì tháng trước nữa thì nó đều là tương tự thế. Đấy, tức là nó cho từ chất 14 đến chất 15 không còn quá khó nữa. Rồi ngày đầu tiên cho Yori mà ngày cuối cùng thì cho 1/4 để các võ sĩ để các bạn tự nhìn hình được rồi. Đây thì có ngày thứ tư thì cho, nói chung là võ sĩ các bạn thì thấy rất là dễ kiếm đúng không? Rất dễ kiếm. Ông này có võ sĩ rồi mà chưa lắp vào à? Lắp vào đi chứ đúng không? Deploy vào. À đi map bọn tương đối dễ. Còn đây là có quà lạp Leblanc kèm theo skin. Đấy, bạn nào mà thích rùa chơi, còn đâu sẽ không chơi thằng ấy rùa mà chơi gấu ấy thôi đừng có lấy về được cái gì mà nhìn nó trông nó không ra gì nhá. Đấy, thôi mình lạp và cho bạn ấy vào bạn ấy còn cầy. Đấy cũng là video thông báo với các bạn là chính thôi. Chỉ còn các video hướng dẫn tân thủ các bạn cần phải làm gì trong những cái ngày đầu nhảy thì các bạn vui lòng là check cho mình ở trong cái phần danh sách phát ấy, mình có một cái chuỗi video hướng dẫn tân thủ các bạn nên chú ý cái gì đúng không? Ăn gì, uống gì, hít cái gì đúng không? Để cho nó đúng bài bản, không bị thọt. Chứ còn đâu còn đâu mà các bạn mà gì chơi sai lại nhảy tiếp đúng không? Thôi chơi chuẩn đi đúng không? Làm người một lần đấy, làm một kiếp người thôi, đừng nhiều kiếp các bạn ạ. Ok. Thôi hẹn gặp lại các bạn ở trong game nhé.